Rồi xin chào tất cả các bạn nha. Đó, nay mình quay bốn siêu phẩm Tùng Vạn Niên. Đó, hay gọi là Tùng La Hán nha bạn. Đó, bốn cây này thì tiếp tục của chú Khoa nha. Đó, hàng này là hàng khủng nha bạn. 2,5 m. Hoành là 2,5 m nha. Đó, này có bốn cây. Nó em so sánh với cái mình của em, với mình em không được phân nửa so với cái gốc cây tùng này nữa. Nó hoành thân của em nói là 2,5 m nha bạn. Cực kỳ khủng. Đó, anh em xem nè, chim ngưỡng nha anh em, hai cụ tùng nha, cái này gọi là cụ nha bạn. Đó, mấy cây kia nhỏ nhỏ là cháo thôi, còn cái này gọi là cụ luôn nha, này mới đúng là cụ luôn nha bạn, quá khủng khiếp luôn. Đó, cây lớn 2,5 m này thì có bốn cây nha, của vườn chú Khoa ở Cai Lậy Tiền Giang nha, nên quay cho anh em xem thôi nha, chủ yếu quay cho anh em chim ngưỡng nha, bốn cụ tùng quá khủng khiếp luôn nha. Đó, bốn cây trồng bốn gốc. Đó, anh em nào muốn chiêm ngưỡng thì xuống Cai Lậy Tiền Giang nha anh em. Cai Lậy Tiền Giang, vườn của chú Khoa rất là nổi tiếng ở đây.